Chào mọi người, chào tất cả anh em nhé. Hôm nay anh Tuấn ở trong nhóm hội mấy anh em bọn mình thì có nên nhà mới, anh có làm cái lễ mời thầy đến cúng rồi làm mấy mâm mời anh em. Mời mấy anh em thưởng thức nhá. Các cụ đang làm lễ để hai bác chấn trạch của anh lên nhà mới. Đây anh chủ nhà này. Rõ quá. Cháy nhanh lắm. Cháy nhanh lắm. Ngoài khi không, cháy hết, không, cháy ngoài khi không có gió đốt mãi cũng cháy. Cái nước con vẩy nó vào. Để nó cháy hết rồi lấy nước vẩy vào. Thì là nó sao nó không khói vào đấy đâu. Gió nó thổi đi ngay làm sao đâu mà. À các bạn đã mang cháo này.
xong rồi hóa mã cho các cụ. Các cụ, các thánh. Ngựa. Các cụ đang quay ra. Quay ra tiện gì? Đứng trước mặt. Tôi ở dưới bà Thủy Kiệt. Mình sao đun, kêu sao một lượt đó. Đun nước để chân lấy cái này anh nhỉ? Không. Alo chị Quỳnh à. Tôm của chị. Quá nhiều quá. Nghe nặng nề lắm ấy. Nghe chị Quỳnh nghe nặng nề lắm. Đây đây cậu bảo. Thế là bà lượt đâu mà cậu gọi mãi không nghe. Hòa thêm bột à? Đi thì sớm nhưng mà gọi mình nghe thì hiểu con cháu gì gọi bao cuộc không nghe chả thì gọi lại chả gì. Chắc không kẹo các bạn thấy gọi lại bây giờ. Đấy cái vàng như thế là ngon. Con nào rơi đâu ra thì đi đồn. Tí nữa này về đoán. Bà Ngọc Bác mà. Thế làm thôi công việc. Cái này công thức là chỉ có thế. Cho nhiều nước không? Ôi, không phải đổ bột trước. Cho đổ một cái bát trước. Xong rồi cho nước thì dùng tí xong rồi. Đầu đừng cho nó rời ra là mất không một con. Rời ra mất không một con. Đúng không? Chuẩn. Quay công thức à? Công thức mất tiền đấy. Đấy. À, mẹ được bà này ôm cho sướng mà nặng cái gì đầy đầy dưới dưới không nào vẫn bỏ ra để tí nữa bọc hết rồi đã ăn rồi quyền mông dụng gần dụng đây rồi thằng đang báo về đây rồi. Không có à? Ôi cái này anh phải cho thêm mùi tàu nữa, đừng cho hành không. Mùi tàu nữa, nhiều mùi tàu vào. Chứ ai cho hành không đâu. Anh cứ cho em nhiều mùi tàu à? Hành này là măng. Nhưng mà đây có hai món mùi tàu đúng không? Không, năm. Đạo phải tắt cái này. Hỏng mất đánh nhựa. Cho thêm biết nước nữa vào. Thúy ơi! Thúy mua mùi tàu bán nhá, đừng đi xuống tận lấy... đợi lấy sôi lâu lắm. Đã ăn đâu mà. Ở đây đấy. Ở khe đấy nghe của cậu chắc chắn là có mic. Nhẹ thôi, nhỏ thôi mà thì kia ơi ơi nghe tiếng gì gì. Chị cho bé kia đi. Nằm nhóm nhóm. Chị này cho cái nước ý thì em bát nữa. Tí sợ trần hành dần hiếp nó mùi nó nồng. Bỏ ra nhá. Bỏ cho nước em chấm mới sợ, đi này còn. Sợ tí nó mùi nồng. Chả thế chần mấy thứ mà. Không, có thơm gan gì đâu. Tiếc gì cái ga đổ nấy một xô nước mà bật lên một lúc nó sủi luôn. Chứ còn gì nữa. Bây giờ xào một lần xong rồi xào thêm lần nữa. Thì nó ngon hơn. Kéo không có gì tí phải đổi mỡ đấy chị, không nó cháy đấy. Đổ cái mỡ đi không nó cháy. Hớt chạy cái này. Cái chao mịt thôi, chao hết thì ngày ra thì không cháy. Phải chao mới đâu ấy. Chao hết ra không nó cháy. Đây. Cái nó hay cái xe nó tới nó. Ừ. 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 Ừ.
lên đầu nửa. Đầu thì chú mua làm gì để có cái tay. Tớ biết để cô nhỉ. Để gác lên thành rồi. Chết mà không làm thành công cái món, không làm thành thành công cái món tôm này thì mai hỏng hết. Khoảng phải trao hết, trao nữa đi, trao sạch đi đã. Chưa, công ơi thì trao sạch đi chị. Nhưng mà cái này nó có được không cậu? À có cái nhỏ, cái nhỏ ở đâu? Cái này à? Không ạ, cái lưới đấy đấy. Đây, ôi khổ. Không buồn rủ nhà không biết đây. Mời ngài. Mời ngài trao cái. Đấy cái ý mày là đúng. Cái gì này của nó? Người ta hành nghề người ta phải mang đủ thứ chứ. Thật. Em đi câu không mang cân gì này. Còn lâu. Rồi. Hay hay là không có gì xem là cái lưới thằng cu ra ngoài sao các. Đây ơi. Quay bình thường rồi, chả có gì. Có bia nó khác hẳn đúng không? Cái này bia nó mềm ra không? Nó mềm ra mà nó không bị hôi. Đây, em cho rồi. Dạ, con xin phép làm chào các ông. Con xin phép có ý kiến với ông ạ. Dạ, ông để con. Ông không, đúng rồi, ông. Dạ, vâng. Dạ, mời ông nhá. Dạ, con xin ý kiến với ông ạ. Hôm nay ông bà nhà con có nắm mâm cơm dành để dân đặt nhà thì mời ông bà nhà con được mời các ông với rửa chén rượu và mừng cho ông bà nhà con vì chúng con thì con có chén rượu xin con xin chúc sức khỏe tất cả các ông ạ. Dạ vâng, con chung sức khỏe tất cả các ông. Dạ chúng tôi biết là xin ông bà tất cả các ông. Dạ vâng, con cảm ơn tất cả các ông ạ. Phải nên mạng như hôm đầu chuột đi. Con xin mời ông tự nhiên được không? Được không? Các ông đừng nghỉ. Mai ạ. Chuột mẹ. Cháu có, tí nó nên. Vâng ạ, con cũng có ý kiến với ông. Hôm nay ông bà nhà con có làm dân gần nhà, hôm nay cũng đừng ngày xử lý tình trạng gần nhà. Ông bà con cũng làm một cơm ở cái sườn này. Thành ra có chén rượu và mời tất cả các ông để uống chén rượu này. Mừng cho ông bà nhà con cũng mừng cho ông bà nhà con. Thật sự khỏe các ông. Dạ vâng, con cảm ơn các ông. Con mời các ông chơi rượu. Dạ vâng. Anh cứ bỏ ra ngoài. Anh làm xong rồi để đây tiện tay vào ăn cơm với ông bà thì em cứ nghe. Được chưa anh?
Vâng, anh có kiểm tra cái càng rồi đấy. Anh ngồi luôn chưa? Anh với cậu ngồi luôn. Vội đi từ sáng nút phát thì làm xong thì mình vào đấy. Vâng. Áo mây. Mới xác định là ông ăn trước mà. Mời các bà nhá. Vâng, chúc các bà sức khỏe nhá.